Hello, câu cá là đam mê. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta chọn thính, làm một loại thính để câu cá chép nha các bạn. Cái mồi chúng ta để rất là đơn giản, hiệu quả, dễ làm. Mình đã test bay mồi lên cá rất là nhiều lần rồi. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn chi tiết về mồi để chúng ta làm mồi để câu cá chép nha các bạn. À, còn chúng ta để toàn bộ đều rang, mồi rang hết nha. Các bạn làm xong rồi, các bạn để khoảng cái chừng 2 đến 3 ngày. Các bạn hãy đem đi bằng để trộn đi câu nha. Rất là rẻ tiền, hiệu quả. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng xem mình làm mồi như thế nào nha các bạn. Xin mời các bạn. Đây các bạn, các bạn của chúng ta gồm có như sau. Đây là gạo đỏ, gạo đỏ rang thơm khét. Các bạn chuẩn bị cho mình một làn gạo đỏ rang thơm khét nha. Là ok. Các bạn nên nhớ là các bạn rang thơm khét, sau đó chúng ta làm mồi sẽ giữ được lâu hơn và câu sẽ hiệu quả hơn nha các bạn. Đây là một làn gạo đỏ rang thơm khét. Còn đây, đây là mè, mè rang thơm khét. Các bạn bị mình một làn mè rang thơm khét nha các bạn, để chúng ta giữ mùi lâu hơn nha. Phần tiếp theo đó chính là đậu phộng. Các bạn bị mình một lạng đậu phộng rang tôm khét nha. Đấy, rang nó hột nó cháy đen đen vàng như thế này là ok nè. Đấy các bạn, chúng ta dùng một lạng nha các bạn. Thành phần thứ tư đó chính là đậu xanh. Các bạn bị mình một lạng đậu xanh rang tôm khét nha các bạn. Đây, một lạng đậu xanh rang thơm khét nha, là ok. Thành phần thứ năm đó chính là nếp. Các bạn bị cho mình một lạng nếp rang thơm khét nha, nha bạn, là ok. Chúng ta rang thơm khét là làm gì? Khi chúng ta xay ra nó rất là giòn, hiệu quả rất là cao nha các bạn. Sử dụng một lạng nha. Thành phần cuối cùng đó chính là bắp, bắp bể. Các bạn bị mình một lạng bắp bể rang thơm khét nha các bạn. Đây, các bạn rang, rang nó chở có hột vàng và có chở hột đen như thế này là ok nè. Thì chúng ta sẽ diễn ra sẽ dành để ta câu sẽ ok hơn nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ trộn đều hết tất cả phần lại chung với nhau và mình sẽ đi xay nhuyễn ra nha các bạn. Ok, rồi ok, bây giờ mình sẽ xay cho các bạn xem. Tại vì cái này nó rất là dính các bạn. Cái mè với lại cái đậu phộng này rất là dính. Tôi xay nó sẽ rất là lâu nhuyễn nha, khó nhuyễn các bạn. Các bạn cố gắng các bạn xay cho mình nha.
khác các bạn. Mình đã xay từ nãy giờ này, cũng gần xong rồi. Cái mè đậu phộng này chúng ta rất là dính, mình xay hơi khó các bạn. Còn có chừng 1-2 phòng tua nữa là xong rồi các bạn. Tại vì nó có cái chất dầu á nên nó rất là khó xay. Mình chặt quá, mình xay cho nhuyễn ra các bạn. Còn hai mẻ nữa là xong rồi các bạn. Đây, nó quay tự nhiên luôn. Còn một tô nữa các bạn ơi. Xăm xăm luôn. Ok. Vậy là xong. Các bạn nhớ là khi chúng ta đã xay xong rồi sẽ có đóng cục như thế này. Các bạn bóp nhuyễn đây vậy nè. Dùng tay bóp nhuyễn ra để dành cho các bạn câu. Các bạn nên nhớ là các bạn làm xong rồi, các bạn bỏ vô trong cái hũ nào đó để khoảng chừng từ 2 đến 3 ngày, xong rồi các bạn hãy đem đi câu nha. Rất ok. Khi đi câu, các bạn chỉ việc trộn thêm cám gà, cám chim, bánh xô lai và lòng đỏ của trứng gà là các bạn câu được rồi nha các bạn. Đấy, bạn bóp thật nhuyễn để đều cho tay với mình là ok. Ok. Các bạn bỏ trong cái bịch này cho mình nè. Có cái đồ quay nè, các bạn buộc kín lại cho mình là ok.
xong à, các bạn đặc biệt buộc kính lại cho mình, rồi bạn để khoảng từ 2 đến 3 ngày sau các bạn đem đi câu là ok nha. Các bạn đã nhớ em rồi, chúng ta câu liền sẽ không tốt nha, không ngon nha các bạn. Các bạn phải để từ 2 đến 3 ngày không rồi các bạn hãy đi câu nha. Ok, đấy. Đây là khoảng gần hơn 1 kg rưỡi mồi. Hợp cho chúng ta câu cá nha các bạn. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Các bạn nếu thấy hay thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau. Chúc tất cả các bạn làm mồi này của mình câu được thật nhiều cá nha các bạn. Và đừng quên chia sẻ mồi này với lại tất cả mọi người nha. Xin chào nha.